Chiều nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Đề án 06 là một trong những điểm sáng của chuyển đổi số ở nước ta trong 2 năm qua. Kết quả đạt được bước đầu là tích cực, được người dân doanh nghiệp đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Khẳng định thực hiện đề án 06 về chuyển đổi số là chủ trương đúng đắn, phù hợp với điều kiện đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nêu rõ 6 tồn tại và yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tập trung khắc phục để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024. Trọng tâm là rà soát đề xuất các phương án xử lý đối với 558 thủ tục hành chính chưa được thực thi, tham mưu ban hành nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn, đẩy mạnh ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Nhấn mạnh, việc triển khai các nội dung tiếp theo của đề án 06 là rất khó khăn, phức tạp, cho nên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khó mấy cũng phải làm, càng khó càng phức tạp, càng phải quyết tâm để làm, xác định từng điểm nghẽn để tháo gỡ, khó khăn phải quyết tâm để vượt qua. Trong đó các bộ ngành địa phương phải sắn tay cùng với lực lượng công an để thực hiện.